Tha Cô hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây: giả cậu thay áo mới, người dân phấn khởi; dùng nhục hình chết người ở trại giam Long Hòa, yêu cầu xử lại; công trình tăng cường mảng cây xanh các giả cầu dọc tuyến đường Võ Văn Kiệt được người dân phấn khởi đón mừng. Các giả cầu Canmet, Ông Lãnh, Chữ Y, Trà Và, Nguyễn Tri Phương, Lò Gốm nằm trong dự án xây lắp công trình do Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư. Theo đó, Sở Giao thông Vận tải đã bàn giao mặt bằng cho Trung tâm Hạ tầng Kỹ thuật để phát triển mảng xanh. Thời gian thi công từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9. Đối với các giả cầu khác trên địa bàn thành phố, nếu không trông giữ xe thì sẽ tăng cường mảng xanh hoặc rào lại để đảm bảo an ninh trật tự. Người dân phấn khởi vui mừng khi giả cầu được tăng cường mảng cây xanh, không còn cảnh mua bán hàng rong và giữ xe trái phép ở giả cầu. Mảng xanh mới đem lại vẻ đẹp mỹ quan cho đô thị. Cũng cảm thấy là thoải mái, sạch sẽ, làm đường cái đường cho người ta đi qua đi lại hai chiều nó cũng thuận tiện. Những lúc mà kẹt xe thì nó cũng thuận tiện thôi. Từ lúc mà dỡ cái giả cầu tới giờ là đường xá thông thoáng, người dân rất là phấn khởi. Giờ yêu cầu nhà nước cho một hai cái máy tập thể dục để mỗi buổi sáng người dân có được thoải mái tập thể dục. Từ ngày dỡ cái giả cầu tới bây giờ là cái độ mà mấy người mà thì ke ma tí cũng không có còn mà tới lui thường xuyên nữa. Trước đó, ông Nguyễn Xuân Vinh, Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông Đường bộ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay tất cả bãi giữ xe dưới giả cầu đều không được sử dụng để giữ xe hay phục vụ hoạt động kinh doanh. Vụ dùng nhục hình gây thiệt mạng một phạm nhân chưa thành niên xảy ra tại trại giam Long Hòa, tỉnh Long An hồi tháng 10 năm 2017 sẽ được Tòa án Nhân dân huyện Bến Lức đưa ra xét xử sơ thẩm lần 2 vào ngày 18 tháng 9. Vụ án từng gây phẫn uất trong dư luận, hành vi dùng nhục hình của các quản giáo đã khiến người mẹ trẻ mất đi đứa con trai duy nhất của mình, ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục cải tạo phạm nhân, đến danh dự uy tín của các cơ quan tư pháp. Theo nội dung vụ án, 3 ngày sau khi nhập trại, các phạm nhân lứa tuổi 16-17, trong đó có Lại Quốc Huy, đã bị các quản giáo dùng nhục hình vì cho rằng có thái độ chống đối lao động và không tiếp thu sự giáo dục. Khi trại viên đưa ra lý do thì quản giáo Nguyễn Phước Thuận buộc các em phải nằm sấp trên nền, rồi Thuận cùng quản giáo Nguyễn Minh Huân và chiến sĩ công an nghĩa vụ Châu Minh Nhật đánh đập các em. Sau đó Huy ngất xỉu và tử vong trên đường đi cấp cứu. Quản giáo Thuận bị bắt tạm giam ngày 29 tháng 1 năm 2018, còn quản giáo Huân và Nhật được tại ngoại cho đến nay. Hiện tại chúng tôi đang có mặt trước nhà chị Trần Quý Phú ở khu phố Ninh Thái, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Chị Phú là mẹ của bị hại là Quốc Huy, sinh năm 2000, người đã bị các cán bộ quản giáo trại giam Long Hòa dùng nhục hình đánh chết vào tháng 10 năm 2017. Hôm nay chúng tôi đến đây để tìm hiểu về cuộc sống gia đình chị và những cái yêu cầu của chị tại phiên tòa sơ thẩm tới đây vào ngày 18 tháng 9 ở tại tòa Bến Lức, tỉnh Long An. Tại đây, chúng tôi được nghe chị Phú trải lòng về nỗi đau khi con chị đã mãi ra đi không ngày trở về. Em rất tin lực pháp và công an, em muốn cho con em cải tạo lại làm người mới. Chứ có ai mà đem con mình ra tòa đứng mà em nói con em có tội mà chết. Em phải đi nạp cho người ta 20 triệu, chị nghĩ đi, đâu có ai hùng ai điên vậy. Nhưng mà cuối cùng em suy nghĩ là do em mất, con em mất á. Chứ con người ta ra tòa, anh ta còn chạy đường này chạy đường kia để mà con mình về, còn đằng này con mình đi, mình cũng cầu cho nó đi lâu lâu một tí để cho nó qua cái tuổi mà nó quậy phá đó, cải thiện 25 tuổi rồi nó về là nó chững chạc lại. Mà em rất tin tưởng vào đó, nhưng mà cuối cùng là em là người hối hận nhất luôn. Bản án sơ thẩm lần thứ nhất đã bị hủy hồi tháng 12 năm 2018 do có hàng loạt vi phạm tố tụng nghiêm trọng. Tại tòa, các luật sư chỉ ra nhiều vấn đề không thuyết phục trong việc xác định nguyên nhân cái chết. Theo đó là về bản thân tin bệnh lý, đúng, cái này diện xét nó rất đúng là chỉ trong trường hợp này có xác định về mô vị thi thể thì mới xác định được là chết từ đâu. Nhưng đã nói là nhồi máu cơ tim là xác định là bệnh lý là sai,
Tại vì nhồi máu cơ tim nó có hai trường hợp, nhồi máu cơ tim do bệnh lý và nhồi máu cơ tim cấp tính, hay gọi là trong thời gian ngắn là dưới 4 giờ. Đó là cái mâu thuẫn của cái giám định pháp y về quy mô bệnh. Tòa án Nhân dân tỉnh Long An yêu cầu điều tra lại vụ án để đảm bảo việc điều tra, truy tố, xét xử đúng tội danh, đúng tính chất mức độ của hành vi phạm tội. Tòa phúc thẩm cũng yêu cầu làm rõ hậu quả do hành vi của ba bị cáo gây ra đối với bị hại, xem lại vai trò của hai phạm nhân tự giác trong việc giúp sức cho các quản giáo đánh đập phạm nhân. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vẫn giữ quan điểm truy tố ba bị cáo tội dùng nhục hình. Do các bị cáo bị truy tố theo luật cũ nên có khung hình phạt nhẹ so với luật hiện hành. Vì vậy, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị tòa khi xét xử áp dụng tình tiết tăng nặng. Con em mới có 17 tuổi à, mà 5 người đánh thì sao con em giật lại? Mà còn tay còng chân thì thằng này làm gì có sức đó, mà đánh xong rồi đem ra treo, rồi bỏ đói phơi về nắng. Rồi con em khát nước quá, phải đi ra ngoài lúc mà khi mắc tiểu á, xin đi tiểu thì thả con em xuống, mà con em đi không nổi là lết, là chỉ biết hai cái đầu này nè. Là bắt đầu nó chạy á, là con em đi ra uống hết cái nước đó để mà uống vô, để đem con em ra treo tiếp để cho nó chết. Thì chị nghĩ đi, cái này là dùng tội dục hình là có đúng hay không? Kết quả điều tra lại xác định vết thương tụ máu dưới da vùng đầu của bị hại, không xác định được cơ chế gây ra vết thương vì các bị cáo và người liên quan khai nhận không có ai đánh vào đầu Huy. Theo kết luận giám định pháp y, thương tích ở vùng đầu không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra cái chết cho Huy. Các thương tích là yếu tố tác động trong tình trạng cơ thể đang bị kích động tinh thần nặng, vừa mệt vừa đói, làm nặng thêm tình trạng bệnh lý tim có sẵn, dẫn đến cái chết. Về vai trò của hai phạm nhân tự giác, cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho rằng hai người này đang chịu sự lệ thuộc và làm theo sự chỉ đạo của quản giáo nên không xử lý hình sự hai người này. Em muốn thì bây giờ em thư kiện lên đó là để mà lấy lại công bằng cho em thôi, chứ còn bồi thường em không cần bồi thường. Chỉ đúng lấy đúng cái mức án của nó. Từ em cứ thiết nghĩ thôi, em là dân bình thường thì em cứ nghĩ là tại sao á, người ta lỡ tay người ta đánh chết, hay là lỡ mà cầm dao lỡ đâm chết, vợ chồng mâu thuẫn với nhau thôi, gây lộn thôi, lỡ đi mà đã 20 năm hoặc là mười mấy năm, còn đằng này đánh con em cỡ đó luôn, mà năm năm thằng đánh mà giờ án mức án có 3 năm 6 tháng là em không đồng ý.